Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng bộ huyện Yên Mỹ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Son, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của tỉnh cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 đảng viên đang sinh hoạt công tác tại 46 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư huyện ủy Yên Mỹ Nguyễn Văn Đoan nhấn mạnh, với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng huyện Yên Mỹ trở thành huyện phát triển mạnh công nghiệp và đô thị. Đại hội Đảng bộ huyện khóa 28 nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, phát huy trí tuệ tập thể, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, thực hiện tốt các nội dung chương trình đề ra. Bước vào giai đoạn mới, huyện Yên Mỹ có những thuận lợi cơ bản, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trước yêu cầu đó, Đại hội Đảng bộ lần thứ 28 có nhiệm vụ thứ nhất, tổng kết đánh giá đúng tình hình kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 15-20 và xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ hai, đảng bộ sẽ tập trung thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội 13 của đảng và các dự thảo văn kiện đại hội đảng tỉnh lần thứ 19. Thứ ba, đại hội tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ khóa 28 có đủ năng lực, trí tuệ để lãnh đạo đảng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội đề ra. Thứ tư, bầu đoàn đại biểu đi dự đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, song cùng với sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sự vận dụng linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ đề ra cũng như triển khai nghị quyết của cấp trên, cơ bản 20 mục tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện khóa 27 đều được hoàn thành, trong đó có những chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc, hoàn thành trước thời hạn, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm đạt 14%, vượt 2% so với mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn 2,9%, công nghiệp xây dựng 55,8%, thương mại dịch vụ 41,3%. Giá trị thu trên một hecta canh tác năm 2020 ước đạt 195,3 triệu đồng một hecta một năm. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 82 triệu đồng một người một năm. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã trình tỉnh đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Chương trình phát triển đô thị huyện giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. 4 xã được công nhận đạt chuẩn đô thị loại 5. Thị trấn Yên Mỹ đạt chuẩn đô thị loại 4, xây dựng mới 2 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp. Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Thực hiện tốt chương trình huy động nguồn lực đầu tư phát triển, kết quả thu đạt 1.750 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch. Đã có 152 công trình được thi công xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Hàng năm có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 65-80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 85% các tổ chức chính trị xã hội đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp mới 639 đảng viên. Đại hội đề ra mục tiêu đến năm 2025, giá trị thu trên một hecta canh tác đạt 250 triệu đồng một hecta một năm, thu ngân sách đạt trên 2.500 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 55%, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%, hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm 2020. 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%, tỷ lệ rác thải ở nông thôn, đô thị được thu gom về nơi xử lý đạt 100%. Hàng năm có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp mới 100 đến 120 đảng viên, trên 85% các tổ chức chính trị xã hội đạt trong sạch vững mạnh. Chỉ số cải cách hành chính phấn đấu nằm trong top đầu của tỉnh. Tầm nhìn đến năm 2030, huyện Yên Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Yên Mỹ đã có bước phát triển nhanh và quá toàn diện, đạt được nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là về phát triển công nghiệp, dịch vụ, thu ngân sách, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng. Những thành tích đó thiết thực góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 18 đề ra. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Yên Mỹ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lưu ý một số nội dung trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ tới. Một là trên cơ sở lợi thế tiềm năng của Yên Mỹ, chú trọng xây dựng và quản lý tốt quy hoạch, nhất là quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng thị xã Yên Mỹ là đô thị công nghiệp hiện đại tới đây. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đất đai, đồng thời tạo không gian phát triển kinh tế xã hội tốt hơn trong thời gian tới, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp như Thăng Long 2 mở rộng, Vigracera, Yên Mỹ 2 mở rộng, khu công nghiệp số 1, số 3 thuộc khu công nghiệp đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt vừa mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án nước ngoài và trong nước, đặc biệt là đón các dòng đầu tư đang chuyển dịch từ các nước trên thế giới về Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid và chiến tranh thương mại giữa các nước lớn. Huyện cần tập trung cao hơn nữa và quyết liệt hơn nữa trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa nhằm tháo gỡ khó khăn, rào cản, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tập trung chỉ đạo và quyết liệt đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các khu cụm công nghiệp, các dự án đầu tư, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đào tạo nghề, tập trung đào tạo nghề kỹ thuật để chủ động cung cấp nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh và huyện. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, chú trọng đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải, rác thải, khí thải, làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải tại các khu công nghiệp, các làng nghề, các khu đô thị, các khu chăn nuôi, các khu vực nông thôn. Hai là tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng vật nuôi, chú trọng cây trồng vật nuôi có giá trị, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với khí hậu, đất đai, đáp ứng yêu cầu của thị trường, tập trung sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn theo chuỗi giá trị, kết nối thị trường gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, phát triển sản phẩm OCOP, tiếp tục huy động các nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt trong xây dựng, không để nợ động, phấn đấu đến năm 2020 này, Yên Mỹ được công nhận là huyện nông thôn mới. Ngoài ra, huyện cũng cần tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư các công trình di tích lịch sử văn hóa, đền thờ, các danh nhân của quê hương Yên Mỹ, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người có công, hộ nghèo, quản lý chặt chẽ dân cư, đặc biệt là dân số cư học, không để phát sinh những điểm nóng về an ninh trật tự, làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, thường xuyên vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng bộ, đảm bảo sự đồng thuận xã hội, tiếp tục củng cố sắp xếp tổ chức bộ máy tinh sản biên chế, xây dựng Yên Mỹ thành thị xã công nghiệp dịch vụ trong tương lai gần, xứng đáng là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Chiều nay, Đại hội Đảng bộ huyện Yên Mỹ tiếp tục làm việc với phần tham luận đóng góp ý kiến của đại biểu vào báo cáo chính trị của Đảng bộ và bầu Ban chấp hành khóa 28 nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, sáng suốt để lựa chọn bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ những đồng chí đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu về trí tuệ, mẫu mực về đạo đức, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời kỳ mới. Với sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về nhân sự, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Mỹ khóa 28, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 36 đồng chí. Đại hội lấy phiếu giới thiệu đối với nhân sự Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đối với đồng chí Nguyễn Văn Đoan, Bí thư huyện ủy Yên Mỹ khóa 27, nhiệm kỳ 2015-2020. Chiều cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Mỹ khóa 28 tổ chức hội nghị lần thứ nhất tiến hành bầu Ban thường vụ, Bí thư,
Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.